Hướng dẫn kê sang tên sổ. Mẫu tại Sở Tài nguyên, chúng ta xem. Đăng ký biến động, đất đai, tài sản và Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc. Chúng ta sẽ xem những mục chính. Phần kê khai của người đăng ký. Nguyễn Văn A bán hoặc mua. Và hộ khẩu thường trú. Giấy chứng nhận đã cấp. Số và sổ cấp giấy chứng nhận. CS00080. Trang thứ 2 giấy chứng nhận. Đây là trang thứ 2 nhé. Số và số phát hành. Trang bìa. Ngày cấp giấy chứng nhận 10 tháng 11 năm 2024, ví dụ vậy. Nội dung biến động. Đổi chủ sở hữu. Lý do biến động. Ở đây chúng ta thấy bên chủ bán và bên chủ mua. Vợ chồng thì cả hai. Và cấp mới. Các giấy kèm theo. Giấy chứng nhận đã cấp, hợp đồng mua bán, tờ khai. Ký, đúng không ạ? Và tổ chức cá nhân chuyển nhượng. Đầy đủ thông tin nhé, theo căn cước, số nhà, tòa, đất ở, nhà nước giao, chủ đầu tư, chỗ này là chủ đầu tư, đó, cho nên là có hai người thôi, chủ đầu tư hoặc là người bán, và chúng ta ở đây là tổ chức, thì chúng ta ghi chủ đầu tư tại đây, của người nhận chuyển nhượng. Chúng ta thấy tầng tòa, diện tích. Mua, ngày tháng, trên, giấy bàn giao. Giá trị căn hộ, theo thanh lý. Là mua đi bán lại đó. Tên, chủ 1 và chủ 2. Mã số thuế. Đồng sở hữu và giấy tờ liên quan. Ví dụ, căn cước công chứng, giấy kết hôn. Số phát hành và ngày cấp. Chúng ta có thể là tĩnh kỹ lại video này để chúng ta tra kỹ hơn. Nhà chung cư nhé. Diện tích, giấy chứng nhận và ký. Nhận chuyển nhượng đây. Thuế nhận chuyển nhượng. Nhận thừa kế quà tặng. Tên chủ sử dụng bên A, cho bên bán đó. Căn cước và đầy đủ thông tin vào đây. Số phát hành, nơi cấp, số công chứng, ngày công chứng. Chủ sử dụng bên B. Được chưa? Mua bán. Số hiệu thửa đất nếu có. Nguồn gốc đất ghi trên giấy chứng nhận là nhà nước giao. Đây là căn hộ chung cư. Chung cư đều kê trên sổ. Chúng ta vẽ sơ đồ thửa đất vào đây. Nguyễn Văn A mình mua. Ghi địa chỉ theo giấy chứng nhận. Vino Smart City, đúng không ạ? Người kê. Chủ sử dụng bên A. 1976, được chưa? Bên A bên B. 50% tổng.
chúng ta sẽ kê từng tờ một, được chưa? Giá trị hợp đồng, hợp đồng mua bán công chứng đó, đúng không ạ? Thuế, chủ sử dụng B, tờ khai thuế đất phi nông nghiệp, xác định cơ quan chức năng thì chúng ta không điền nhé. Mẫu số 04 ta kê người bên B và giấy tờ trên giấy chứng nhận, đúng không ạ? Sang tên đổi chủ và khai thuế đất phi nông nghiệp, người nộp thuế. Cái này áp dụng đối với tổ chức nhé, mình không phải tổ chức thì thôi, đúng không ạ? Đó, kê sang tên sổ đó, smart.